Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Xin quý vị và các bạn cùng theo dõi. Muốn đảm bảo an toàn điện thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Trong sử dụng thiết bị điện hoặc lắp đặt sửa chữa thì các tai nạn điện xảy ra bởi hai nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là do chạm trực tiếp vào bậc mang điện. Trong khi chúng ta thao tác sửa chữa hay lắp đặt các thiết bị mang điện thì chúng ta sẽ vô tình chạm vào các dây dẫn trần, các dây dẫn bị hở hoặc các dây dẫn lâu ngày bị nứt thì sẽ dẫn đến điện giật và xảy ra tai nạn điện. Trong sử dụng các thiết bị hàng ngày hoặc các thiết bị công nghiệp thì nếu mà thiết bị và có vỏ bằng kim loại và bị rò điện mà vỏ kim loại không có nối đất thì cũng sẽ dẫn đến tai nạn điện. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó là do vi phạm hành lang an toàn điện. Trong khi thao tác lắp đặt sửa chữa vô tình hoặc cố ý, chúng ta sẽ vi phạm hành lang an toàn điện thì sẽ dẫn đến sự phóng điện và rất là gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng. Đối với tòa nhà thì chúng ta phải tìm hiểu rõ về cái hành lang an toàn điện như sau. Đối với các trạm điện mà không có tường rào bao quanh thì hành lang an toàn được tính từ khoảng không gian bao quanh trạm đến các bậc thiết bị mang điện gần nhất và theo cơ bản như sau: dòng điện khoảng tới 22 kV thì khoảng cách an toàn là 2 m, còn dòng điện khoảng 35 kV đến 35 kV thì khoảng cách an toàn là 3 m. Còn đối với các trạm điện có tường rào thì hành lang an toàn được tính đến bên phía ngoài cùng của móng hoặc bờ kè, bức tường hoặc là tường rào. Còn với chiều cao thì được tính từ đáy móng lên tới điểm cao nhất của trạm điện và cộng thêm khoảng cách an toàn đó là dòng điện 35 kV thì khoảng cách phải chiều cao là 2 m. Còn dòng điện 110 kV thì phải cộng thêm 3 m. Còn đối với các trạm biến áp, trạm phân phối có vỏ bằng kim loại thì hành lang an toàn điện được tính tới bề ngoài của vỏ thiết bị. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.